Xin chào tất cả các bạn nhé Hôm nay thì mình có đi nhận lắp một chiếc đèn pha năng lượng mặt trời 500W Cho một chị khách hàng cũng ở quanh khu nhà mình Và chị này thì chị làm spa Và chị có nhu cầu là sẽ muốn lắp một chiếc đèn Để chiếu sáng biển hiệu Và cái khoảng sân ở trước cửa quán Thì uh, sẵn đây thì nó sẽ có một cái thanh ngang này Ngày xưa chị sẽ lắp cái chiếc đèn điện và Bây giờ mình sẽ tận dụng để mình lắp cái chiếc đèn pha để nó chiếu xuống Đấy thì các bạn có thể quan sát Thì mình đã treo cái chiếc đèn pha lên cái thanh uh, sắt để đỡ đây rồi và tiếp theo là bây giờ mình sẽ lắp cái tấm pin lên đấy, thì mình sẽ quay để hướng dẫn các bạn lắp tấm pin làm sao cho nó chuẩn đấy, thì cái uh, tấm pin thì thông thường là chúng ta sẽ quay để lắp hướng Nam đấy và nó nghiêng khoảng 5 đến 10 độ hoặc là nằm uh, phẳng ra cũng được các bạn ạ chỉ cần hơi một chút để nó dốc nước thôi thì uh, bạn kỹ thuật ở đây là có thao tác để lắp tấm pin thì uh, riêng với cái tấm pin này thì mình sẽ sử dụng là hai cái thanh đỡ chữ u để lắp vào để cho nó chắc chắn uh, để tránh cái trường hợp mưa gió bão Lắp như này thì các bạn trông như vậy thôi nhưng mà cũng khá là chắc chắn bởi vì mình sẽ cột thêm cả những cái dây lốc để nó rằng à, trên cái thanh này để đảm bảo cho an toàn. Và khi mà lắp cái đèn này thực ra thì nó cũng rất là dễ các bạn ạ. Chúng ta chỉ cần làm sao mà thao tác lắp đặt nó chuẩn kỹ thuật và thứ hai là nó tấm pin và đèn nó treo nó chắc chắn một chút. Đấy thì bây giờ là buổi tối này thì mình đã quay lại và mình sẽ quay ánh sáng cho các bạn xem thực tế thì các bạn có thể thấy là bây giờ là khoảng tầm 10 giờ tối nhưng mà cái chiếc đèn này thì ánh sáng nó vẫn rất là tốt các bạn ạ, nó có thể chiếu sáng được biển hiệu này và cái uh, xung quanh cái không gian sân trước cửa quán và cái đèn này thì bên mình sẽ cam kết là sáng trên 12 tiếng cho các bạn, thì các bạn có thể quan sát ánh sáng thực tế của nó và đây là chính là cái chiếc đèn pha mà buổi chiều mình đã lắp, thì các bạn có thể ánh sáng tầm 10 giờ tối vẫn rất là tốt và cái đèn này bên mình sẽ cam kết là sáng qua đêm, thì đây cũng là một video rất là nhanh thôi để chia sẻ với các bạn để các bạn có thể tham khảo về cái cách lắp đặt cũng như là độ sáng của chiếc đèn pha 500 w À, chính hãng bên Hoàng Long Solar. À, cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi video.